Thư, về nhà đi con. Bố không muốn con phải sống giả vờ yên ổn, giả vờ hạnh phúc nữa. Bố ơi, bố cũng không muốn con phải sống trái với lòng mình. Anh Sơn, anh đã nói chúng ta sai lầm ngay từ đầu cái ép bọn trẻ. Bây giờ tụi nó nói để tụi nó tự giải quyết, sao lại anh không tôn trọng tụi nó chứ? Chẳng lẽ anh lại muốn lặp lại sai lầm sao? Con không muốn bố phải lo lắng cho con, nhưng rồi con lại là đứa khiến cho bố phải khổ tâm nhất. Bố ơi, bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy giờ bố già nua, lầm khâm, ráo liều, nhưng bố có tình yêu, tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Bố ơi, bố ơi, con xin lỗi bố. Cứng cỏi lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi thôi. Vào đi, bố về đây. Bố, con vào và giải quyết xong mọi việc rồi về với bố.